8. Sai biệt phiền não, nên biết phiền não có nhiều chùm sai biệt. Đó là kiết phược tùy miên, tùy phiền não, triền, bạo lưu, ách, thủ hệ, cái, chu ngột, cấu, thường hại, tiền sở hữu, cần, ác hạnh, lậu, quỹ, thiểu não, có tranh, hỏa, trái mạnh, chủ lâm cùng chướng ngại. Nên biết trong đây khổ hòa hợp gọi là kiết. Do đây không thể tùy ý muốn hành thiện gọi là phược. Tất cả chủng tử thuộc thế gian theo đó chuyển chuyển tăng thượng gọi là tùy miên. Tâm nhiễm điên đảo gọi là tùy phiền não. Lớp lớp sanh khởi hiện hành gọi là triền. Rất khó vượt qua, trôi nổi thuận theo dòng chảy gọi là bạo lưu. Phương tiện tà hạnh gọi là ách. Năng chấp thủ thân mình tương tục không ngừng gọi là thủ. Khó có thể giải thoát gọi là hệ. Che lớp nghĩa chân thật gọi là cái. Làm hư hại ruộng lúa thiện gọi là chu ngột. Tự tánh nhiễm ô gọi là cấu. Thường hay làm hại gọi là thường hại. Tướng không tịch tĩnh, đuổi theo xa lìa gọi là tiền. Năng nhiếp các sự việc nương tựa gọi là sở hữu. Chỗ nương của bất thiện gọi là căn. Tự tánh tà hạnh gọi là ác hạnh. Tâm điều động gọi là lậu. Năng khiến thọ dụng không biết chán đủ gọi là quỹ. Năng khiến chỗ muốn thích thường bị thiếu thốn gọi là thiêu. Năng dẫn đến sự suy tổn gọi là não. Năng làm nhân của đấu tranh kiện tụng gọi là có tranh. Các củi thiện cần được tích tập bị thiêu đốt nên gọi là hỏa. Như bệnh nóng sốt cao gọi là cháy mạnh. Tự thân tích tập vô số như cây đại thọ nên gọi là chủ lâm. Năng khiến chúng sanh vui đắm trùng trùng diệu dục trần. Năng chớ ngại trong việc chứng đắc pháp xuất thế gọi là cùng chướng ngại. Các phiền não sai biệt như thế thảy đức bạc giả phạm tùy theo sự tăng trưởng của trùng trùng môn phiền não kia mà kiến lập. Kiết có 9 trùng, ái kiết như trước đã nói rộng. Phược có 3 trùng, tham sân và si. Tùy miên có 7 trùng, dục tham tùy miên như trước đã nói rộng. Tùy phiền não có 3 trùng, tham sân si. Triền có 8 trùng, không tàm không quý. Hôn trầm thủy miên trào cử, ác tác tuyệt đố kéo lẫn. Bạo lưu có 4 trùng, dục bạo lưu, hữu bạo lưu, kiến bạo lưu, vô minh bạo lưu. Ách có 4 trùng, dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Thủ có 4 trùng, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ. Hệ có 4 trùng, hệ do tham thân, hệ do sân thân, hệ do giới cấm thủ thân, hệ do chấp thủ, cho thân đầy thật có. Cái có 5 trùng, tham dục cái, sân khỏe cái, hôn trầm thủy miên cái, trạo cử, ác tác cái, nghi cái. Chu ngột có 3 trùng, tham sân si, cấu thượng hại, tiền sở hữu ác hại, có 3 trùng, tham sân si. Căn có 3 trùng, bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Lậu có 3 chủng, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Quỹ có 3 chủng, tham sân si. Thiểu não có tranh, hỏa, trái mạnh. Chủ lâm có 3 chủng, tham sân si. Cùng chướng ngại có 5 chủng. 1. Đoái luyến thân này. 2. Đoái luyến các dục. 3. Vui sống nơi các tướng tạp. 4. Khiếm khuyết trong việc thuận theo các sự dạy dẫn. 5. Được chút ít thiện liền sanh vui đủ. 9. Quá hoạn của phiền não nên biết có vô lượng. Đó là khi phiền não phát khởi, chư tiền tầm bị não loạn. Tiếp theo, ở nơi sở duyên phát khởi có sự điên đảo, khiến các tùy miên càng thêm vững chắc, khiến hành bằng lưu, tương tục chuyển, năng dẫn đến hại mình, năng dẫn đến hại người, năng dẫn đến hại cả mình và người, năng khiến hiện pháp sanh tội, hậu pháp sanh tội, cả hai thời đều sanh tội, năng khiến thần tâm thọ sanh yêu khổ, năng dẫn sanh trùng trùng đại khổ, năng khiến tương tục xa lìa lạc niết bàn, năng khiến thối thất các thiện pháp thủ thắng, năng khiến tài bảo suy tổn tán thất, năng khiến vào trong chúng không được vô úy vì sợ hãi nên không uy nghiêm, năng khiến danh xưng xấu ác lưu truyền khắp mười phương, thường bị các bậc có trí quả trách nên lúc lâm chung sanh buồn bã hối hận giày vò, khiến thân hoại rồi đã các ác thú sanh trong các địa ngục, khiến tự thân không thể chứng đắc nghĩa lợi ích thủ thắng. Tất cả sự quá hoạn như vậy có vô lượng vô biên. E2. Nghiệp tạp nhiễm, Hốt Đà Nam nói, tự tánh hoặc phân biệt, nhân vị cùng với môn, phẩm tăng thượng điên đảo, sai biệt, các quá hoạn. 1. Vì tự tánh, 2. Vì phân biệt, 3. Vì nhân, 4. Vì vị, 5. Vì môn, 6. Vì phẩm thượng, 7. Vì điên đảo, 8. Vì sai biệt, 9. Vì quá hoạn mà có thể rõ biết được nghiệp tạp nhiễm. Nay ta sẽ giải thích. 1. Tự tánh nghiệp, đó là nếu khi pháp sanh khởi tướng tạo tác, vì kia sanh nên thần hành ngữ hành ở thời sau tạo tác chuyển, đây gọi là tự tánh nghiệp. 2. Phân biệt nghiệp, do hai chủng tướng: a. Do tướng Bồ Đạt Giả La sai khác, b. Do tướng pháp sai khác, lại hai chủng đây
tức là 10 chủng nghiệp đạo thiện và bất thiện, một sát sanh, lìa sát sanh, hai chẳng cho mà lấy, lìa chẳng cho mà lấy, ba dục tà hạnh, lìa dục tà hạnh, bốn vọng ngữ, lìa vọng ngữ, năm ly gián ngữ, lìa ly gián ngữ, sáu thủ ác ngữ, lìa thủ ác ngữ, bảy ỷ ngữ, lìa ỷ ngữ, tám tham dục, lìa tham dục, chín sân khỏe, lìa sân khỏe, 10 tà kiến, lìa tà kiến. À, do tướng Bồ Đạt Giả La Sai khác, đó là như kinh nói, những kẻ sát sanh cho đến nói rộng, kẻ sát sanh là câu chung, bạo ác cùng cực, tức là vì tâm sát hại hiện tiền, tay dính đầy máu, tức là vì biến thành tướng giết hại thân mạng, nắm giữ làm hại, sát hại cùng cực, tức là vì đoạn mạng kia, vì phân chia thân phần, vì kế danh nhai, không có tầm xấu hổ, tức là vì tự mình sanh tội, không có tầm ái mẫn, tức là vì dẫn kia đến chỗ không có lòng yêu thương. Có ngoại đạo xuất gia tên là Vô Hệ nói rằng, những chúng sanh ở trong khoảng 100 du thiện na, hoặc có luật nghi hoặc không luật nghi để đối trị, nên nói lời rằng khắp tất cả chỗ đều là hữu tình. Ngoại đạo kia lại nói rằng các vật bên ngoài như cây cỏ cũng có sinh mạng vậy. Để đối trị kia nên nói chỗ chúng sanh chân thật, đây tức là hiển thị phước đức chân thật, xa lìa đối trị, và hiển thị phước đức không thật, xa lìa đối trị. Như vậy các câu đã nói hiển thị gia hạnh sát hại, cho đến các chỗ chúng sanh cực thấp bé nhiều vô kẻ như chứng kiến, hiển thị sự giết hại không có chọn lựa. Đối với việc sát sanh, nếu chưa xa lìa, hiển thị gặp duyên có thể xa lìa, cho đến chưa xa lìa thì trở lại gọi là kẻ sát sanh. Tức tóm lược nghĩa các câu trên, đó là hiển thị tướng mạo sát sanh, hành động sát sanh, nhân duyên sát sanh và việc dụng sát sanh sai khác. Lại tóm lược nghĩa, đó là hiển thị sát sanh như thật, sát sanh sai khác, sát hại Phật gọi là kẻ sát sanh. Lại các câu đây hiển thị tướng Bồ Đạt Giả La năng sát sanh, không phải hiển thị tướng pháp sát sanh. Lại nữa, kẻ chẳng cho mà lấy là câu chung, đối với sở hữu của người khác, tức là những vật như tiền của lúa gạo thuộc sở hữu của người khác, hoặc ở tụ lạc, tức là các vật kia ở trong tụ lạc, hoặc được gom lại, hoặc được chuyển đi, hoặc ở nơi yên tĩnh vắng vẻ, tức là các vật kia ở chốn vắng vẻ yên tĩnh, hoặc sanh sản, hoặc được góp lại, hoặc được chuyển đi. Đây gọi là các vật có thể trộm cắp, tức là những vật không cho, không bỏ, không xả. Hoặc tự mình cầm lấy, tức là cầm giữ lấy cho là thuộc sở hữu của mình, chẳng cho mà lấy, tức là kẻ kia lúc tài vật bị thiếu hụt, giữ lấy cho là của mình, chẳng cho mà vui, tức là vui thọ hành sự nghiệp trộm cắp. Đối với vật không cho, không xả, không bỏ, mà lại sanh mong cầu, tức là cướp đoạt vật kia, muốn lấy làm của mình. Nếu chủ vật kia chẳng phải vật trước đã cho như việc trả nợ, đây gọi là không cho. Nếu chủ vật kia đối với vật bị lấy kia mà chẳng xả cho, đây gọi là không xả. Nếu chủ vật kia không thuận theo sự mong muốn thọ dụng của các chúng sanh mà bỏ, đây gọi là không bỏ. Tự mình hành động mà lấy, tức là vì chẳng cho mà lấy và vì chẳng cho mà vui. Tham lam mà lấy, tức là đối với các vật không cho, không xả, không bỏ mà mong cầu. Không trong sạch mà lấy, tức là đối với vật tranh giành bị người khác thắng, không trong sạch. Bất tịnh mà lấy, tức là tuy thắng hơn người nhưng vì cấu quá thất nhiễm ô, có tội mà lấy, tức là vì năng nhiếp thọ quả phi ái ở hiện pháp, hậu pháp. Nếu chưa xa lìa đối với chẳng cho mà lấy, nên biết như trước đã thuyết trong tướng sát sanh, các nghiệp đạo còn lại cũng vậy. Sau đây tóm lược nghĩa, đó là do trộm cắp nên thành chẳng cho mà lấy, hoặc ở chỗ đây rời qua chỗ khác cố ý trộm cắp, do trộm cắp nên mắc phải các lỗi lầm, đây gọi là nghĩa tổng quát. Lại trong đây chỉ hiển tướng Bồ Đạt Giả La chẳng cho mà lấy, không phải tướng pháp chẳng cho mà lấy, nên biết nghiệp đạo còn lại cũng vậy. Lại nữa, kẻ dục tà hạnh là câu chung, việc thủ hộ của các bậc cha mẹ, tức là cha mẹ vẫn còn sống, đối với con gái mình chưa về nhà chồng nên phải trông nom quan sát, không để cùng người khác làm việc xấu xa. Nếu cha mẹ qua đời thì được người thân là anh chị em giữ gìn, nếu không có anh chị em thì phải được một người thân khác thủ hộ, nếu lại không có thì tự bản thân vì sợ họa đến gia phong nên cần phải tự giữ gìn, hoặc kia có của cậu vì là cháu mình nên cần phải thủ hộ, có trị phạt tức là các quốc vương, hoặc người hành theo luật pháp, tức người này dùng pháp trị phạt để thủ hộ, có chướng ngại tức là sự thủ hộ của người giữ của. Trong đây lược nêu rõ bao loại thủ hộ đối với người con gái chưa về nhà chồng. Một, sự thủ hộ của những người chí thân quyến thuộc đáng tôn trọng của mình. Hai, sự thủ hộ của quan người thực thi luật pháp. Ba, sự thủ hộ của những người giữ của.
của những người giữ cửa, thê thiếp của người khác tức là đã có chồng, thuộc về người khác tức là chưa đi lấy chồng, được sự thủ hộ của ba loại trên. Hoặc do hung trá tức là tự mình dối gạt làm việc tà hạnh, hoặc do sức mạnh tức là đối trước cha mẹ của kia ngang nhiên dùng sức mạnh cưỡng bức, hoặc do ẩn núp tức là tướng trộm cướp không đối mặt với kia, vui muốn hành hạnh tà dục. Tức là hai bên cùng xã hội, ở nơi việc đây tầm dục không phải đạo lý mà hành tà hạnh, tức là ở nơi không phải đạo, không phải chỗ, không phải lúc đối với thê thiếp của mình mà gây tội. Sau đây tóm lược nghĩa đó là lược hiển thị sở hành của kẻ kia, hoặc hành sai khác, hoặc ham muốn tà hạnh. Lại nữa, kẻ vọng ngữ là câu trung, hoặc vua tức là nhà vua, hoặc người thừa hành tức là các nhà chức trách, hoặc những người khác tức là trưởng giả cư sĩ, hoặc nhiều người tức là những người kia tụ tập, hoặc tập trung đông đảo tức là những người bốn phương tụ tập lại đông đảo, hoặc đã biết tức là lời nói theo những việc đã diễn ra trước kia, hoặc đã thấy tức là lời nói theo những việc diễn ra đã từng thấy, hoặc do nhân của mình tức là hoặc nhân sợ hãi, hoặc nhân đắm trước mùi vị như do nhân của mình, thì do nhân của người khác cũng vậy. Nhân sợ hãi tức là do sợ bị giết, sợ bị trói, sợ bị trừng phạt, sợ bị cách chức, sợ bị đánh đập. Nhân đắm trước mùi vị tức là bị mê đắm bởi tài vật chân vào. Biết mà nói vọng ngữ tức là lời nói có ý che giấu. Sau đây tóm lược nghĩa đó là vì nương dựa, vì nói khác, vì nhân duyên, vì hoại tưởng mà nói vọng ngữ. Lại nữa, kẻ nói lời ly gián là câu trùng, hoặc vì phá hoại tức là do ý vui muốn phá hoại. Nghe người kia nói rồi hướng đến người đây nói, nghe người đây nói rồi hướng đến người kia nói. Tức là theo việc đã được nghe phải nói thành trái, nói trái nói thành phải, dùng lời gây chia rẽ. Phá hoại sự hòa hợp tức là hay vui muốn giành khỏi sự chia rẽ, theo sự việc thích hợp mà gây chia rẽ tức là năng khiến trái lìa, lìa sanh vui vẻ. Vui thích hoại sự hòa hợp tức là ở trong ý đã sanh vui thích gây rẽ, gây ra sự chia rẽ, chuyển thành tâm nhiễm ô. Vui thích với sự chia rẽ tức là đối với việc trái lìa chia rẽ liền sanh vui vẻ, chuyển thành tâm nhiễm ô. Hay nói lời ly gián tức là hoặc không nghe, hoặc phương tiện khác. Sau đây tóm lược nghĩa đó là được hiển thị ý vui đi gián. Đi gián chưa hoại phương tiện, đi gián đã hoại phương tiện, đi gián tầm nhiễm ô và phương tiện khác. Lại nữa, kẻ nói lời thô ác là câu trùng. Trong đây, lời nói nhiếp thuộc chi thi la gọi là lời không nhiễu động. Văn câu mượt mà gọi là êm tai, tăng thượng muốn hiểu phát khởi. Không phải là giả ngụy, không phải là xiểm mị gọi là xứng tâm. Không nói thêm lên, nên lời tùy lúc khéo dẫn nghĩa lợi gọi là khả ái, hướng đến cùng niết bàn gọi là dẫn đầu. Văn câu tế nhị gọi là mỹ diệu. Văn câu khéo giải thích gọi là phân minh. Hiển nhiên nhưng có thú hướng gọi là dễ, có thể hiểu rõ. Nhiếp thọ tránh pháp gọi là thí công sức. Lời nói phát khởi tâm lìa ái vị gọi là không chỗ nương tựa. Không vượt quá độ lượng gọi là không chán nghịch. Rộng lớn tương tục không ngừng gọi là vô biên vô tận. Lại, từ lời không nhiễu động cho đến lời vô biên vô tận được nhiếp làm ba chủng lời nói. Một, lời nói nhiếp thuộc thi la luật nghi có một chủng. Hai, lời nói khiến tất cả hoan hỷ bao gồm ba chủng. Ba, lời nói thuyết pháp bao gồm các lời còn lại. Lời nói thứ ba đây lại có ba chủng. Một, lời nói hướng đến sự viên mãn, đó là lời nói thứ nhất. Hai, lời nói văn tử viên mãn, đó là lời nói thứ hai. Ba, lời nói phương tiện viên mãn, đó là lời nói còn lại. Lại ở đời vị lai có vui khả ái gọi là lời nói khả ái. Ở đời quá khứ có vui khả ái gọi là lời nói khả lạc. Ở đời hiện tại lãnh thọ vui khả ái gọi là lời nói khả hân và lời nói khả ý. Nên biết lời nói khiến tất cả hoan hỷ gọi là lời nói khiến vô lượng chúng sanh khả ái, khả lạc, khả hân, khả ý. Lời nói thuyết pháp gọi là lời nói tam ma hí đa. Lời nói thuộc thi la gọi là lời nói do phù hối lần lượt năng dẫn đến tam ma địa. Trong đây lời nói châm trích tức là lời hủy nhục người khác vì sân độc phát ra. Lời thô ác tức là lời não loạn người vì phát sanh cảm xúc đau khổ. Các lời thô ác còn lại thì như trong phẩm bạch ở trước đã thuyết. Lại nữa, kẻ nói lời ý ngữ là câu trùng. Khi tà cử tội có 5 chủng tà cử tội. 1. Vì cử tội không phải thời gọi là lời nói phi thời. 2. Vì cử tội không thật nên gọi là lời nói không thật. 3. Vì cử tội dẫn vô nghĩa nên gọi là lời nói phi nghĩa. 4. Vì cử tội hung ác thô thiển gọi là lời nói phi pháp.
Năm vì cử tôi hợp với dân khỏe nên gọi là lời nói không tịch tĩnh. Lại lúc ta thuyết pháp không tránh tư duy sâu xa, mà vội tuyên thuyết gọi lời nói không biết suy lượng. Vì muốn vừa hơn người nghe mà tuyên thuyết gọi là lời nói không tịch tịnh. Vì thời mà thuyết, nghĩa thú trước sau không tương ứng với nhau, gọi là lời nói tạp loạn, không đúng lý nhân mà tuyên thuyết, gọi là lời nói không có dạy dẫn. Dẫn lời không tương ứng với thí dụ so sánh, gọi là lời nói không có dụ. Hiển sự uế nhiễm gọi là lời nói không có pháp. Lại lúc ca múa, cười đùa vào lúc xem, múa hát, vui đùa, hát chèo, có dẫn lời nói vô nghĩa. Sau đây, tóm được nghĩa, đó là hiển thị lời nói ỷ ngữ ở ba thời, như trước đã thuyết. Lại nữa, kẻ tham dục là câu chung, do lòng tham mãnh lợi, tức là đối với vật thuộc sở hữu của người, sang lòng tham tăng thượng, muốn vật kia là sở hữu của mình, phát khởi quyết định giữ lấy. Tài vật, tức là các thứ tài sản vật chất của thế gian, của cải, tức là những vật dụng để dùng. Hai chủng đây đều gọi chung là vật. Phàm vật sở hữu của kia nhất định sẽ thuộc về ta. Tức đây hiển rõ hành tướng tham dục sanh khởi. Sau đây lược nghĩa, đó là hiển thị tự tánh tham dục, sở duyên tham dục và hành tướng tham dục. Lại nữa, kẻ có tâm sân khỏe là câu chung. Ác ý phân biệt, tức là đối với hữu tình khác do lực sân khỏe tăng thượng nên muốn làm tổn hại, phát khởi quyết định chấp giữ ý tưởng này. Phải giết, tức là muốn làm phương hại thân của kẻ kia. Phải hại, tức là muốn tổn hại thân của kẻ kia. Phải làm suy tổn, tức là muốn khiến tài vật kia bị hao tổn. Kẻ kia phải tự chuốc lấy trùng trùng yêu não, tức là muốn khiến kia tự hao mất tài vật. Sau đây lược nghĩa, đó là hiển thị tự tánh sân khỏe, sở duyên sân khỏe và hành tướng sân khỏe. Lại nữa, kẻ tà kiến là câu trùng. Khởi kiến như vậy, tức là hiển nghĩa tự tâm của người kia vui thích, nói lên điều muốn nói, lập luận như vậy. Tức đây hiển thị sắp truyền trao cho người điều muốn nói. Không có thí cho, không có ái dưỡng, không có tế tự. Phát khởi ba trùng đây là do lỗi bác bỏ ba trùng ý vui bố thí. Một, ý vui tài vật. Hai, ý vui thanh tịnh. Ba, ý vui thờ cúng chư thiên, cho việc cúng dường lửa cho chư thiên, gọi là tế tự. Lại vì hiển lỗi bác bỏ việc tu giới sanh thiền và hiển lỗi bác bỏ việc bố thí phát sanh thiện. Nói lời như vậy, không có diệu lành, không có ác lành. Lại vì hiển lỗi bác bỏ ba trùng quả năng trị, sở đắc, nói lời như vậy, không có hai nghiệp quả diệu hạnh, ác hạnh và dị thục. Lại vì hiển lỗi bác bỏ duyên y xứ lưu truyền, nói lời như vậy, không có đời này, không có đời khác. Lại vì hiển lỗi bác bỏ duyên y xứ của kia và lỗi bác bỏ duyên trùng tử của kia, nói lời như vậy, không có mẹ, không có cha. Lại vì hiển lỗi bác bỏ lưu truyền sĩ phu, nói lời như vậy, không có hữu tình hóa sanh. Lại vì hiển lỗi bác bỏ lưu truyền đối trị hoàn diệt, nói lời như vậy, thế gian không có chân thật A-la-hán cho đến nói rộng, đã hướng đến tịch tĩnh phiền não gọi là chánh trí. Đối với các hữu tình xác liệt tà hạnh, hành hạnh không điên đảo gọi là chánh hạnh. Lúc ở nhân gọi là thế gian đây, khi ở quả gọi là thế gian kia. Tự lực của sĩ phu làm ra gọi là tự nhân thông huệ, tức là thức thứ sáu, đã chứng tức là vì kiến đạo, cụ túc tức là vì tu đạo, hiển thị tức là đối với điều mình đã biết, vì người khác tuyên thuyết ta sanh đã tận nên biết còn lại như điều đã phân biệt. Sau đây tóm được nghĩa, đó là hiển thị báng nhân báng quả, vì báng công dụng, vì báng sự chân thật. Công dụng tức là công dụng gieo trồng, công dụng gìn giữ, công dụng đến đi hoặc công dụng nghiệp cảm sanh. Lại có sự lược nghĩa khác, đó là hiển thị sự phỉ báng hoặc nhân hoặc quả hoặc duyên lưu truyền hoặc sĩ phu lưu truyền và phỉ báng lưu truyền đối trị hoàn diệt. Lại nên biết phỉ báng lưu truyền tức là phỉ báng nhân, không phỉ báng tự tướng. Phỉ báng hoàn diệt nên biết tức là phỉ báng công đức kia, không phỉ báng bồ đặc giả la. Lại nữa, ở trước đã thuyết tất cả phẩm bạch nên biết tà này sẽ thuyết lại phẩm bạch khác. Phần dục tà hạnh, các bậc phạm hạnh là câu chung, nên biết đây do ba chủng thanh tịnh mà được thanh tịnh. Một, thải phần thanh tịnh. Hai, niềm tin thanh tịnh. Ba, chánh hạnh thanh tịnh. Hành đến khi tận hết thọ mạng, hành lâu dài, tức đây hiển thị thải phần thanh tịnh. Dứt sạch sự tranh cãi nên gọi là thanh, không trái vượt nên gọi là tịnh. Hai đây trùng hiển thị niềm tin thanh tịnh, vì không dùng thân ái nhiễm chạm vào người nữ, gọi là xa lìa sanh xú uế. Không làm chuyện xấu xa, hai bên cùng giao hội, gọi là xa lìa dâm dục. Không lấy tay hay phương tiện khác xúc chạm để xuất bất tịnh, gọi là không phải ái thấp hèn. Nguyện thọ trì phạm hạnh, gọi là xa lìa pháp tàn tạ, như vậy gọi là đầy đủ chánh hạnh thanh tịnh.
nên biết những điều đã nói ở trên chỉ là tóm lược nghĩa. Phần vọng ngữ, khả tín tức là có thể giao phó, có thể giao phó tức là có thể phó thác gửi gắm, nên có thể kiến lập tức là ở trong các sự việc kia xa lìa đấu tranh, cho nên có thể kiến lập là người làm chứng chân chánh. Không có hư dối tức là ở trong sự ủy thác giao phó cũng không hư dối, không lường gạt. Sau đây tóm được nghĩa, đó là hiển thị ba chủng nhiếp thọ: một, dục giải nhiếp thọ; hai, bảo hộ giữ gìn nhiếp thọ; ba, tác dụng nhiếp thọ. B, do tướng pháp giải khác. Sao gọi là sát sanh? Tức là đối với chúng sanh khác khởi vui muốn giết hại, phát khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với kẻ kia khởi phương tiện sát giết, cùng hành chuyển thần nghiệp sát giết rốt ráo. Sao gọi là chẳng cho mà lấy? Tức là đối với vật thuộc sở hữu người khác mà khởi vui muốn lấy, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với vật kia khởi phương tiện trộm, cùng hành chuyển thân nghiệp trộm rốt ráo. Sao gọi là dục tà hạnh? Tức là đối với những điều không nên làm, đó là không phải đạo, không phải chỗ, không phải thời, mà khởi thói quen gần gũi vui muốn, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với người kia phương tiện khởi dục tà hạnh, cùng hành chuyển thân nghiệp dục tà hạnh rốt ráo. Sao gọi là vọng ngữ? Đối với hữu tình khác khởi vui thích, nói lời đại tre, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với người kia khởi phương tiện ngụy chứng và hành chuyển ngữ nghiệp ngụy chứng rốt ráo. Sao gọi là ly gián ngữ? Tức là đối với hữu tình khác khởi vui muốn phá hoại, khởi tâm nhiễm ô, hoặc tức đối với người kia khởi phương tiện phá hoại cùng hành chuyển ngữ nghiệp phá hoại rốt ráo. Sao gọi là thổ ác ngữ? Tức là đối với hữu tình khác khởi vui muốn nói lời thô, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với người kia phương tiện khởi lời nói thô cùng hành chuyển ngữ nghiệp thô ngữ rốt ráo. Sao gọi là ỷ ngữ? Tức là khởi vui muốn nói thêu dệt, khởi tâm nhiễm ô, hoặc tức đối với người kia khởi lời nói phương tiện không tương ưng và hành chuyển ngữ nghiệp không tương ưng rốt ráo. Sao gọi là tham dục? Tức là đối với các sở hữu thuộc người khác vui muốn chiếm lấy, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với sở hữu của người khởi vui muốn quyết định phương tiện lấy làm của mình cùng hành chuyển ý nghiệp rốt ráo. Sao gọi là sân khỏe? Tức là đối với người khởi vui muốn làm hại, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với người khởi vui muốn hại phương tiện quyết định cùng hành chuyển ý nghiệp rốt ráo. Sao gọi là tà kiến? Tức là vui muốn khởi phỉ báng, khởi tâm nhiễm ô, hoặc đối với người kia vui muốn quyết định phương tiện cùng hành chuyển ý nghiệp rốt ráo. Sao gọi là lìa sát sanh? Tức là đối với việc sát sanh khởi dục dài quá hạn và khởi tâm thiện thủ thắng, hoặc đối với người kia khởi dứt bỏ phương tiện và dứt bỏ rốt ráo thân nghiệp hành chuyển sát sanh. Như lìa sát sanh thì lìa chẳng cho mà lấy, cho đến lìa tà kiến nên biết cũng vậy. Trong đây có sự sai khác, đó là đối với việc chẳng cho mà lấy khỏi dục giải quá hoạn, cho đến đối với tà kiến khỏi dục giải quá hoạn khỏi tâm thiện thủ thắng, hoặc đối với người kia khỏi dứt bỏ phương tiện và dứt bỏ rốt ráo ý nghiệp hành chuyển tà kiến. Như vậy 10 nghiệp đạo tóm được thành ba chủng, đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Nếu mở rộng ba chủng, đây sẽ thành 10 chủng. 3. Nhân nghiệp. Nên biết có 12 chủng tướng: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Do tự mình, 5. Do người khác, 6. Tùy chuyển theo người, 7. Vì yêu thích, 8. Hãi sợ, 9. Làm tổn hại, 10. Vui đùa, 11. Pháp tưởng, 12. Tà kiến. 4. Vị nghiệp. Nên biết lược thuyết có 5 chủng tướng: A. Vị hạ, B. Vị trung, C. Vị thượng, D. Vị sanh, E. Vị tập khí. A. Do nghiệp bất thiện ở vị hạ nên sanh trong bảng sanh. Những gì gọi là nghiệp bất thiện ở vị hạ? Tức là lấy tham sân si phẩm hạ làm nhân duyên. Do nghiệp thiện ở vị hạ nên sanh trong cõi người. Những gì gọi là nghiệp thiện ở vị hạ? Tức là lấy không tham không sân không si phẩm hạ làm nhân duyên. B. Do nghiệp bất thiện ở vị trung nên sanh trong ngạ quỷ. Những gì gọi là nghiệp bất thiện vị trung? Tức là lấy tham sân si phẩm trung làm nhân duyên. Do nghiệp thiện ở vị trung nên sanh trong cõi trời dục giới. Những gì gọi là nghiệp thiện ở vị trung? Tức là lấy không tham, không sân, không si phẩm trung làm nhân duyên. C. Do nghiệp bất thiện ở vị thượng nên sanh trong địa ngục. Những gì gọi là nghiệp bất thiện vị thượng? Tức là lấy tham sân si phẩm thượng làm nhân duyên. Do nghiệp thiện ở vị thượng nên sanh trong cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Những gì gọi là nghiệp thiện ở vị thượng? Tức là lấy không tham, không sân, không si phẩm thượng làm nhân duyên. D. Những gì là nghiệp ở vị sanh? Tức là nghiệp đã sanh, chưa diệt, đang hiện tại tiền. E. Những gì là nghiệp ở vị tập khí? Tức là nghiệp đã sanh, đã diệt, không hiện tiền.